Rắn là cơn ác mộng của nhiều người. Một số loài có nọc độc cực mạnh, một số loài rất hung dữ, một số loài có kích thước khổng lồ, con người không dám lại gần. Nhưng bạn có biết không? Trên thế giới này, có một số loài động vật không những không sợ rắn, mà còn xem rắn là món ăn ngon lành, thậm chí là đồ chơi. Hôm nay chúng ta sẽ điểm qua 10 kẻ thù lớn nhất của loài rắn, xem chúng đối phó với rắn như thế nào. Bạn đã sẵn sàng chưa? Vị trí thứ 10, chồn mật. Dù nhỏ bé nhưng loài này không phải là kẻ yếu nhất trong rừng, mà thực sự là kẻ hung dữ nhất. Chúng rất dũng cảm bẩm sinh, không sợ bất kỳ kẻ thù nào, thậm chí dám biến rắn độc thành món ăn vặt. Chúng có biệt danh rất keo là anh lưỡi. Tại sao lại thế? Bởi vì khi chiến đấu với rắn độc, chúng không bao giờ rút lui. Chúng cắn trực tiếp vào đầu rắn, khiến rắn không thể phản công. Da của chúng rất dày, nọc độc của rắn khó mà thấm vào. Ngay cả khi bị nhiễm độc, chúng cũng có khả năng tự giải độc. Chỉ cần ngủ một giấc là có thể phục hồi sức khỏe. Vị trí thứ 9, diều hâu đuôi đỏ. Đây là một loài chim săn mồi phổ biến. Chúng có móng vuốt và mỏ rất sắc nhọn, có thể dễ dàng bắt rắn. Một lần, một nhiếp ảnh gia đã ghi lại được một trận chiến căng thẳng trên thảo nguyên. Là cuộc đối đầu giữa diều hâu đuôi đỏ và rắn đuôi chuông. Diều hâu nhanh chóng khóa mục tiêu và lao xuống với ý định hạ gục ngay lập tức. Nhưng rắn đuôi chuông không dễ dàng bị hạ, nó né tránh đòn tấn công kịp thời và thậm chí cắn trả một cú. Diều hâu không chịu khuất phục, cố ý phô trương đôi cánh của mình, khiến rắn đuôi chuông tiếp tục ra đòn. Cuối cùng diều hâu đã chớp lấy thời cơ và tóm gọn đầu con rắn, kết thúc trận đấu. Vị trí thứ 8, nhím. Đây là một loài động vật rất dễ thương. Chúng có một cơ thể đầy gai nhọn, nhưng bản tính rất hiền lành, rất nhút nhát. Khi cảm thấy nguy hiểm, chúng sẽ cuộn tròn thành một quả cầu nhỏ, dùng gai để tự bảo vệ mình. Cách phòng thủ này khiến rắn không thể làm gì được. Trong một video chúng ta có thể thấy một con rắn định tấn công một con nhím, nhưng bị những chiếc gai của nhím ngăn lại. Dù cắn thế nào cũng không thể chạm vào thịt. Cuối cùng đành phải bỏ cuộc trong vô vọng. Vị trí thứ 7, chó. Chó là người bạn tốt của con người và cũng là kẻ thù không đội trời chung với rắn. Một con chó có thể không phải là đối thủ của một con rắn hổ mang, nhưng một bầy chó thì khác. Chó là loài động vật rất thông minh. Chúng biết cách hợp tác cùng nhau để đối phó với những kẻ thù mạnh. Trong một video, chúng ta có thể thấy một bầy chó đang chiến đấu dữ dội với một con rắn hổ mang. Chiến thuật của bầy chó là một con thu hút sự chú ý của rắn hổ mang, trong khi những con khác tấn công vào thân và đuôi rắn từ hai bên hoặc từ phía sau. Chiến thuật này khiến rắn hổ mang khó có thể đối phó. Cuối cùng nó đã bị bầy chó đánh bại. Vị trí thứ 6, ếch cây xanh. Rắn và ếch là kẻ thù tự nhiên, rất hiếm khi thấy ếch ăn rắn. Chưa kể đến việc ăn rắn Taipan cực độc. Rắn Taipan là loài đặc hữu của Úc. Nọc độc của chúng vô cùng mạnh, là một trong những loài rắn độc nguy hiểm nhất. Nhưng tại một thị trấn nhỏ ở Queensland, Úc, có một con ếch cây xanh đã biến một con rắn Taipan thành bữa trưa và nuốt chửng nó toàn bộ. Con ếch cây xanh này là một kẻ ăn khỏe. Nó ăn hầu như mọi thứ, bao gồm cả đồng loại của nó. Nó có thể ăn được rắn Taipan là vì nó tấn công từ phía sau khi rắn Taipan không chú ý. Và nó đã ăn một con rắn con. Do đó, nó đã thoát được hiểm nguy. Vị trí thứ 5, chim thư ký. Đây là một loài chim lớn sống ở châu Phi. Chúng có đôi chân dài và trên đầu có một cái mào, trông rất uy nghi. Nhưng tên của chúng tiết lộ bản chất thật sự. Chúng là kẻ thù của loài rắn, Chúng sử dụng đôi chân để tấn công rắn. Với lực rất mạnh, có thể đạt gấp 5 lần trọng lượng cơ thể. Chúng cũng rất khéo léo trong cách bắt rắn. Chúng không đối đầu trực diện với rắn, mà dùng các bước di chuyển linh hoạt để đánh lừa rắn, rồi tung ra đòn chí mạng khi rắn đã kiệt sức. Vị trí thứ tư, gà mái. Gà mái trông có vẻ hiền lành, nhưng khi có ai đó cố gắng làm hại con của nó trở nên rất dũng cảm. Rắn không hiểu được tình mẫu tử, chúng chỉ biết đến cái đói. Vì vậy, chúng thường cố ăn thịt gà con. Nhưng chúng phải đối mặt với sự phản kháng từ gà mẹ. Gà mẹ dùng bộ lông dày và đòn tấn công mạnh mẽ để bảo vệ con mình và xua đuổi con rắn. Gà mẹ cũng rất thông minh. Nó sẽ dẫn dắt con mình thoát khỏi nguy hiểm, giúp tất cả đều an toàn. Đây là sức mạnh của tình mẫu tử. Nó có thể biến một loài vật yếu ớt trở nên mạnh mẽ vô cùng. Vị trí thứ ba, bọ ngựa. Bọ ngựa là một loài côn trùng hung dữ. Chúng không sợ bất kỳ đối thủ nào. Ngay cả khi đó là một con rắn, chúng cũng dám đối đầu với nó. Trong một video, chúng ta có thể thấy một con bọ ngựa và một con rắn đang tham gia vào một trận chiến sống còn. Con rắn cố gắng dùng thân mình để siết chặt bọ ngựa, nhưng chân sau của bọ ngựa rất vững chắc và nó có thể phản công nhanh chóng. Cả hai đánh nhau rất lâu mà không phân thắng bại. Nhưng bọ ngựa không lùi bước. Nó đã thể hiện tinh thần không sợ hãi. Vị trí thứ hai, rùa cá sấu. Rùa cá sấu là một loại rùa rất độc đáo. Miệng và răng của chúng đều rất sắc bén. Chúng có thể cắn đứt đầu của con rắn. Thức ăn của chúng bao gồm cá, côn trùng và thậm chí cả rắn. Có lần, một nhiếp ảnh gia đã ghi lại được một cảnh tượng ly kỳ giữa rùa cá sấu và rắn nước. Rùa cá sấu đã phát hiện một con rắn nước dưới nước. Nó không do dự mà cắn ngay vào đuôi của con rắn, sau đó kéo nó xuống vùng nước sâu để thưởng thức một bữa trưa thịnh soạn. Mặc dù con rắn nước đã giãy giụa, nhưng vô ích. Nó chỉ có thể để rùa cá sấu làm thịt. Vị trí thứ nhất, thằn lằn. Thằn lằn và rắn là họ hàng gần, nhưng chúng không hòa thuận với nhau. Ngược lại, chúng là kẻ thù chiến đấu với nhau. Có rất nhiều loại thằn lằn, có loại rất nhỏ, có loại rất lớn, có loại rất mạnh và có loại rất yếu. Nhưng có một loại thằn lằn có thể nói là cơn ác mộng của rắn. Đó chính là rồng Komodo. Rồng Komodo là loài thằn lằn lớn nhất trên thế giới. Chiều dài cơ thể của chúng có thể vượt quá 3 mét. Chúng có thể nặng tới 100 kg. Da của chúng rất cứng và có thể chống lại nọc độc của rắn. Răng của chúng rất sắc bén và có thể xé rách thịt của rắn. Có lần, một nhà làm phim tài liệu đã ghi lại cuộc đối đầu giữa rồng Komodo và rắn chuông. Rồng Komodo ngay lập tức nhắm vào con rắn chuông. Nó nhanh chóng lao tới, cắn ngay vào đầu con rắn trong một cú đớp, rồi nuốt trọn cả con rắn, không cho con rắn cơ hội nào để phản kháng. Cuối cùng, chúng ta phải nói rằng kẻ thù lớn nhất của rắn thực ra là con người. Con người có trí tuệ và vũ khí, có thể dễ dàng giết chết rắn, thậm chí còn dùng rắn làm thức ăn hoặc dược liệu. Nhu cầu của con người đối với rắn đã khiến số lượng rắn giảm mạnh. Một số loài rắn thậm chí đang trên bờ vực tuyệt chủng. Vì vậy, chúng ta nên bảo vệ các loài rắn và để chúng chung sống hòa bình với con người. Bạn có đồng ý không? Được rồi, đó là nội dung của video ngày hôm nay. Bạn nghĩ sao? Trong 10 kẻ thù của rắn này, kẻ nào khiến bạn ngạc nhiên nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới và chia sẻ suy nghĩ của bạn với chúng tôi. Còn các bạn nghĩ sao? Hãy để lại bình luận bên dưới. Nếu thấy hay xin quý vị hãy hoan hỉ cho chúng tôi một like và chia sẻ với mọi người để giúp kênh phát triển. Đồng thời hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại vào video sau bạn nhé.